Xin chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube chính thức của báo Thanh Hóa. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi những tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật. Tối 11 tháng 5, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông tin, viện đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Đăng Khoa, 25 tuổi, ngụ thị xã Cai Lợi, tỉnh Tiền Giang về các tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Nạn nhân trong vụ án mạng thương tâm là chị VTTH, sinh năm 1999, quê Đồng Nai. Theo cáo trạng, khoa ở cùng dãy nhà trọ với chị Thờ tại phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức. Ngày mùng 8 tháng 2, tức 29 Tết Giáp Thìn, thấy chị Thờ đang ở một mình trong phòng chuẩn bị đồ về quê, lúc này những người khác trong khu trọ đã về quê. Nguyễn Đăng Khoa nhờ chị Thờ qua phòng mình giúp dịch chuyển tủ quần áo. Khi chị sang, Khoa đóng cửa lại, dùng hung khí tấn công nạn nhân. Sau đó, Khoa lấy tài sản của nạn nhân gồm một lắc vàng, ba nhẫn vàng, một điện thoại di động iPhone 12 Pro, một sợi dây chuyền vàng, một đôi bông tai vàng và 3 triệu đồng và hiếp dâm chị thờ. Nguyễn Đăng Khoa phân xác nạn nhân rồi cho vào túi ni lông cột kín phi tang ở mép kênh ven đường khu công nghệ cao thuộc phường Tăng Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức. Tiếp đến, Khoa bán một số tài sản đã cướp được. Những tài sản chưa bán được, kẻ này mang về nhà bạn gái tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định chơi Tết. Ngày 13 tháng 2 năm 2024, Khoa bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tại cơ quan công an, Nguyễn Đăng Khoa thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, chị Thờ là công nhân ở trọ tại con hẻm trên đường Hoàng Trung, phường Tăng Nhân Phú B cùng với người yêu tên T. Trước vụ án mạng khoảng một tháng, anh T về quê ở Phú Yên. Ngày 29 Tết, sau giờ làm ở công ty, chị Thờ nhắn tin với người thân rằng mình chuẩn bị về quê ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai để đón Tết. Cha mẹ chị Thờ chờ nhưng không thấy con gái về nhà và cũng không thể liên lạc qua điện thoại. Sáng 30 Tết, qua điện thoại di động, anh tên nói với gia đình bạn gái là đã nhờ người đến phòng trọ tìm chị thờ nhưng thấy cửa khóa ngoài người này phá khóa để vào phòng nhưng không thấy chị bên trong buổi trưa gia đình chị đến phòng trọ thì thấy phòng không có sự xáo trộn xe máy vẫn để ở bên trong trên xe có treo nhiều túi đồ để chuẩn bị về quê qua tìm kiếm người thân không thấy ba lô mà chị thờ thường dùng điện thoại và chìa khóa xe họ đến công an phường tăng nhân phú b trình báo công an. Khi tiếp nhận báo cáo của Công an thành phố Thủ Đức nhận định có khả năng nạn nhân bị xâm hại, Ban giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh phân công thiếu tướng Mai Hoàng, phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra trực tiếp chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh. Chưa đầy 24 giờ, lực lượng phá án đã truy bắt được Nguyễn Đăng Khoa khi tên này đang lẩn trốn tại xã Cát Khánh, huyện Phú Cát. Tối ngày 10 tháng 5, công an tỉnh Đồng Nai thông tin về nguyên nhân gây ra vụ nổ lò hơi xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại gỗ Bình Minh, số 72 đường Kiểm, ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, khiến 6 người thiệt mạng, 5 người bị thương. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai xác định nồi hơi của công ty gỗ Bình Minh hết hạn kiểm định an toàn từ ngày 26 tháng 11 năm 2022 và bình nén khí hết thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn từ ngày 5 tháng 1 năm 2024. Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ là do nồi hơi và bình nén khí đã hết hạn kiểm định an toàn, nhưng công ty gỗ Bình Minh không tiến hành kiểm định lại theo đúng quy định mà vẫn đưa vào hoạt động sản xuất. Trong vụ việc này, ông Feng Zhong, sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc, giám đốc công ty gỗ Bình Minh, là người chỉ đạo việc lắp đặt nồi hơi, điều hành mọi hoạt động của công ty. Do đó, hành vi của ông Feng Zhong có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về an toàn lao động, được quy định tại Điều 295 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Feng Zhong về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động. Các quyết định lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn. Trước đó, sáng ngày 4 tháng 5, Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Feng Rong quốc tịch Trung Quốc. Đồng thời, cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm hoãn xuất nhập cảnh với 7 người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra. Như đã đưa tin, lúc 8 giờ 30 phút ngày 1 tháng 5, tại công ty gỗ Bình Minh, xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng. Liên quan đến vụ việc phụ huynh của trường mầm non Việt Úc ở phường an hòa quận ninh kiều thành phố cần thơ phản ánh về việc con mình bị cô giáo tác động trong lớp học bà hà kim thoa chủ tịch hội đồng trường và nguyễn thanh thanh hiệu trưởng nhà trường xác nhận thông tin về vụ việc trên là hoàn toàn đúng sự thật bà nguyễn thanh thanh cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra phía nhà trường đã phối hợp với cơ quan công an và phụ huynh để làm rõ mọi vấn đề liên quan bà thanh thông tin theo quy định phân công của nhà trường thì mỗi lớp có hai cô giáo Trưa 26 tháng 4, bà ngoại của cô giáo trung lớp với cô Cao Quỳnh Như mất nên cô giáo kia xin về lo hậu sự. Trong lớp chỉ còn lại cô Cao Quỳnh Như vào giờ ngủ trưa của trẻ. Đến đầu giờ chiều, nhà trường đã phân công một cô giáo khác hỗ trợ cô Như. Đáng tiếc sự việc xảy ra vào giờ ngủ trưa của trẻ, trong lớp chỉ có mình cô Như. Bà Thanh nói, hội đồng trường và ban giám hiệu nhận trách nhiệm thiếu sót trong giám sát, quản lý giáo viên, lớp học đã để xảy ra trường hợp đáng tiếc phía nhà trường đã có cuộc họp với toàn bộ giáo viên của trường để nhắc nhở chấn chỉnh. Nhà trường cũng đã thay đổi hệ thống camera hiện đại hơn, tự động nhận diện hành vi để phát hiện, xử lý kịp thời những tình huống phát sinh. Còn bà Hà Kim Thoa thông tin, về phía cô Cao Quỳnh Như đã có đơn xin nghỉ việc và được phía nhà trường giải quyết, thực hiện các thủ tục liên quan. Cô Như đã công tác tại trường được 5 năm, phía nhà trường rất đáng tiếc vì sự việc xảy ra và đang phối hợp với cơ quan công an cũng như phía phụ huynh để xử lý theo đúng quy định pháp luật ở một diễn biến khác nhà chị trương ngọc bảo uyên phụ huynh cháu hdk cháu bé bị cô cao quỳnh như tác động bị hai đối tượng ném chất bẩn vào cửa nhà khiến gia đình lo sợ bà hà kim thoa khẳng định trường mầm non việt úc không liên quan đến hai thanh niên đến nhà của cháu ca yêu cầu gia đình rút đơn và vụ việc ném chất bẩn vào nhà cháu ca nhà trường cũng đã chủ động thông tin đến cơ quan công an khi biết sự việc hiện vụ việc đang được công an quận ninh kiều phối hợp cùng các đơn vị xác minh điều tra xử lý Chị Trương Ngọc Bảo Uyên, phụ huynh cháu HDK cho biết, cơ quan công an đã mời chị làm việc và cung cấp các tài liệu, chứng cứ liên quan đến các vụ việc. Hiện vết thương trên mặt cháu ca đã lành nhưng cháu vẫn bị rối loạn hoảng sợ. Gia đình vẫn cho cháu ca nghỉ học ở nhà để theo dõi sức khỏe. Chị Uyên chia sẻ, gia đình chúng tôi mong muốn vụ việc được điều tra sáng tỏ, xử lý trách nhiệm những người có liên quan, không để tình trạng trẻ bị bạo hành tại trường học tiếp tục xảy ra. Trước đó, báo Công an Nhân dân đã có bài viết phản ánh việc cháu HDK sinh năm 2019 học lớp trồi 3 trường mầm non Việt Úc bị cô giáo tác động trong lớp học. Sau khi gia đình có trình báo đến cơ quan chức năng thì có hai người đàn ông có nhiều hình xăm trổ xuất hiện tại nhà đề nghị phía gia đình rút đơn gửi đến cơ quan công an cũng như các cơ quan chức năng. Liên quan đến sự việc phát hiện pate có giỏi bọ lúc nhúc tại quán bánh mì chảo, cột điện quán, cơ sở Thái Bình, Địa chỉ tại Vincom Plaza, đường Lý Bôn, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, đoàn kiểm tra liên ngành của phường đã liên hệ để làm rõ thông tin và xử lý theo quy định. Luật sư Hoàng Anh Sơn, trưởng văn phòng luật sư Hoàng Anh Sơn, thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo Luật An toàn thực phẩm 2010, khái niệm an toàn thực phẩm như sau: An toàn thực phẩm là việc bảo đảm để thực phẩm không gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người. Đối với trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thì sẽ dựa vào tính chất, mức độ vi phạm mà có hình thức xử lý vi phạm khác nhau. Đối tượng vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc nặng hơn là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bên cạnh đó, phải bồi thường và khắc phục hậu quả nếu gây ra thiệt hại. Theo Điều 4, Nghị định 115-2018-NDCP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 124-2021-NDCP thì đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm cá nhân tổ chức vi phạm phải chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân tổ chức có hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đình chỉ hoạt động có thời hạn, tịch thu tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính. Ngoài ra, tổ chức cá nhân vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả. Mức phạt tiền tối đa về an toàn thực phẩm là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức, trừ các trường hợp khác theo quy định của Nghị định 115-2018 NDCP. Đối với hành vi bán đồ ăn gây ngộ độc thực phẩm cho người khác mà đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể bị truy cứu về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017. Theo đó, tùy vào tính chất, mức độ nguy hiểm mà hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm có thể bị phạt hành chính hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt lên đến 20 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội có thể chịu hình phạt bổ sung là bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Cũng liên quan đến sự việc này, Ban Quản trị chuỗi bánh mì chảo Cột Điện Quán đã chính thức thông tin. Cụ thể, trên fanpage của Ban Quản trị chuỗi bánh mì chảo cổ Điện Quán ghi, đầu tiên, Ban Quản trị chuỗi bánh mì chảo Cột Điện Quán chân thành xin lỗi quý khách hàng về sự việc xảy ra tại cột điện quán Thái Bình không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng. Ngay sau khi phát hiện sự việc đáng tiếc xảy ra tại cơ sở Thái Bình, ban quản trị đã ngay lập tức cử cán bộ giám sát tới kiểm tra trực tiếp tại cơ sở, từ nguyên liệu tới quy trình bảo quản, chế biến. Theo ban quản trị chuỗi bánh mì chảo, pate dùng cho bánh mì chảo là loại đóng khuôn được cấp đông, chỉ khi sử dụng mới lấy từ tủ cấp đông ra, cắt và dán. Nguyên liệu này được nhập từ tổng hệ thống. Phía thương hiệu này lý giải Việc khách hàng phát hiện dòi bò lúc nhúc trong pate có thể do quá trình bảo quản pate tại cơ sở Thái Bình chưa đảm bảo quy định khiến pate bị hỏng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, đơn vị này đã gọi điện xin lỗi bà khách hàng.